Sam Chia Tay xin chào anh chị nhé. Trong thời gian gần đây thì Sam Chia Tay có hướng dẫn về thuyền Bát Nhã trên lòng bàn tay của nam lẫn nữ, ý nghĩa ra sao, như thế nào. Và trong thời gian gần đây thì có một số anh chị đã nhắn tin về Zalo hỏi Sam Chia Tay tiếp ý nghĩa của vân tay thuyền Bát Nhã sẽ ra sao, như thế nào. Vừa rồi thì nghe Sam Chia Tay hướng dẫn nhưng mà rất ngắn. Và hôm nay hữu duyên thì Sam Chia Tay lại tiếp tục nói thêm về vân tay thuyền Bát Nhã nhé. Trong cuộc sống, những anh chị nào có vân tay thuyền Bát Nhã, thời điểm tiền vận thì còn nhiều sóng gió. Điểm đó thì cho thấy là từ tiền vận những anh chị này làm việc thường hay là gặp tai ương và cũng như là sóng gió. Bước vào đời thì còn nhiều bỡ ngỡ, dễ bị người khác lừa gạt. Tuy nhiên khi trải qua thâm trầm biến cố thì những anh chị này trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết. Lòng bàn tay của những anh chị nào khi đã xuất hiện con thuyền Bát Nhã này thì đã sớm định đoạt rằng những anh chị này sẽ thành công từ năm 35 đến 45 tuổi. Và anh chị này là người nắm giữ của cải, biết cách xin lời và tạo ra nhiều thuận lợi hơn nữa nhé. Nếu như những anh chị nào có hai bàn tay đều có vân tay thuyền Bát Nhã này thì cho thấy trong cuộc sống của những anh chị này từ triền, trung, hậu đều sống một cuộc sống an nhiên, tự do, tự tại. Và những anh chị này đừng vội vàng tin lời người khác lúc tiền vận, đôi khi sẽ có người ganh ghét, hơn thua, ganh đua, cho nên muốn hãm hại, gặp tiểu nhân, bày kế, mưu hèn để hãm hại những anh chị này. Nếu như ở thời điểm tiền vận thì những anh chị này sẽ gặp nhiều thâm trầm biến cố, thì trung vận đi lên sẽ có một sự bù đắp theo đó. Chỉ tay thuyền Bát Nhã dường như là phát tác dụng, cũng như là chủ nhân sẽ có tâm tu hướng thiện. Lúc này những anh chị này sẽ có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đi lên như diều gặp gió, không có gì là khó khăn hay trở ngại. Những dự định ấp ủ bấy lâu nay thì cho thấy là dần dần trong thời kỳ tiền vận đi lên sẽ được ơn trên phù hộ, gia hộ, bên cạnh đó được quý nhân giúp sức, cho nên những anh chị này sẽ vươn lên rất là bất ngờ, bản thân là nhận được nhiều thuận lợi. Và từ đó, những anh chị này đi lên như diều gặp gió, không có gì là khó khăn nữa cả nha. Trên lòng bàn tay của những anh chị nào có vân tay thuyền Bát Nhã và cũng như là tâm tu hướng thiện, đến bến bờ yêu thương, sống trong tình cảm và giúp đỡ người khác, không cần sự báo đáp hay đền ơn. Và những anh chị này sẽ gặp được nhiều may mắn và gặp được người tâm đầu ý hợp trên con đường hạnh phúc hôn nhân, gặp người san sẻ ước mơ và san sẻ sẻ chia những vui buồn. Và gia đình sẽ sống trong sự hạnh phúc ấm no và vợ chồng thương yêu, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Và bây giờ thì điều kiện kinh tế khá là ổn định từ năm 49 thì cho thấy rằng sự sung túc và sự yên vui trong gia đình cùng thịnh vượng. Hậu vận chính là thời điểm kim hoàng của những anh chị có vân tay thuyền Bát Nhã nha. Và những anh chị này không còn phiền muộn vì bất cứ điều gì, vì tiền, tài, vật chất, thì những anh chị này sẽ hưởng cuộc sống viên mãn, vợ chồng sống bạc đầu nghĩa phu thuê. Tất cả cũng đều là kết cục xứng đáng cho những anh chị này luôn luôn có ý chí kiên cường, bất khuất và cũng như làm việc phấn đấu liên tục, không ngừng nghỉ, có hũ vàng vẫn làm kiếm thêm. Những anh chị sở hữu vân tay thuyền Bát Nhã này thường có một sự tính toán rất là giỏi. Và những anh chị này trân trọng đồng tiền mình làm ra tích tiệu thành đại, năng nhặt chặt bị. Đặc biệt phát triển trên sự nghiệp và hướng riêng, đồng thời những anh chị này kinh doanh hay là sử dụng nghề nghiệp cũng đều ổn định. Và đa số thì những anh chị này không ít khi mà thua lỗ trong cuộc làm ăn hay là cuộc buôn bán. Ngay cả khi có nguồn tài chính khá là ổn định thì những anh chị này không vung tay quá đáng. Và họ luôn hiểu chân lý, được mùa chớ phụ bôn khoai, đến khi mà thất bát lấy ai bạn cùng. Tự đặt bản thân vào một khuôn phép nhất định, may mắn cả họ, cả khối óc thông minh, nhanh nhạy, khả năng kiếm tiền vượt trội. Trong cuộc sống thì cho thấy những anh chị có vân tay thuyền Bát Nhã này, họ luôn hướng tới sự độc lập, tự tạo, tự lập, không ỷ lại một ai. Và không phụ thuộc vào bất cứ người nhà. Vì thế dù một người nào đó khi đã có vân tay thuyền Bát Nhã thì cho thấy cũng chẳng khiến họ trên bên mất phương hướng, làm việc gì làm tới nơi tới chốn, ít khi để dở dang. Và những anh chị này còn sắp xếp ổn thỏa, hoạt động tu trơn hơn hẳn mọi người. Đến một thời điểm nào đó sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ cao ở trên cuộc đời này.
Và cuộc sống của những anh chị này khá là có sự thay đổi rất là mỹ mãn khi bước vào tuổi trung vận. Lĩnh vực phù hợp với những anh chị này có thể là bứt phá tài năng. Họ thường kinh doanh, quản lý, làm giám đốc công ty, hầu như là chủ tịch hoặc có tâm tu hướng thiện. Trên lo việc thánh, dưới gánh việc trần, làm nhà lãnh đạo cũng có thể là lo được cho muôn dân. Đặc biệt đường chỉ Tây Thuyền Bát Nhã càng rõ càng đẹp thì cho thấy những anh chị này càng giàu có, càng có tâm tu hướng thiện. Hậu vận sau này dù cho cuộc sống có thay đổi ra sao đi chăng nữa thì những anh chị này cũng có tâm tu hướng thiện. Khi mà về già thì những anh chị này sẽ có mạng là tu tâm dưỡng tính, đôi khi là tu tại gia, hoặc là những anh chị này khi đã lớn tuổi rồi đó thì kiếm một chỗ nào đó anh chị này sẽ tu tâm dưỡng tính, ăn chay làm lành và cũng như là hướng Phật Pháp nhiều hơn. Vừa rồi là xem cho Tây đã hướng dẫn cho anh chị đó là Vân Tây Thuyền Bát Nhã ý nghĩa ra sao như thế nào. Hôm nay xem cho Tây xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.